Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của Hùng Việt TV. Trở lại với bản tin tối thứ hai ngày hôm nay. Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Philippines sẽ đẩy mạnh ngoại giao và tăng cường khả năng phòng thủ để đáp trả Trung Cộng ở tại Biển Đông. Một quan chức an ninh hôm nay cho biết là các biện pháp đáp trả của Philippines với hành vi của Trung Cộng ở tại Biển Đông sẽ bao gồm củng cố khả năng phòng thủ với các đồng minh và áp dụng tất cả các biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp. Tổng thống Ferdinand Marcos vào tuần trước cho biết rằng Philippines sẽ thực hiện các biện pháp chống lại các cuộc tấn công trái phép cũng như là cưỡng ép hung hăng và nguy hiểm của lực lượng tuần duyên Trung Cộng, thể hiện lập trường cứng rắn trong những tranh luận leo thang ở tại Biển Đông. Phát biểu trên truyền hình, thì phát ngôn viên Jonathan Malaya của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết rằng phản ứng tương xứng, có chủ ý và hợp lý mà Tổng thống Philippines nói đến không chỉ bao gồm phía cạnh tăng cường năng lực quân sự và phòng thủ với các đồng minh, mà còn nói đến việc dốc hết cả nỗ lực ngoại giao để mà giải quyết vấn đề. Ông Marcos cũng ra lệnh cho chính quyền tăng cường hợp tác về an ninh về biển để mà đối phó với một loạt thách thức lớn với sự toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình. Bộ Ngoại giao của Trung Cộng hôm nay cho biết là bất kể Philippines có đưa ra chính sách gì thì điều đó cũng không thể ảnh hưởng đến chủ quyền và quyền lợi trên biển của Trung Cộng. Philippines và Trung Cộng đã đụng độ nhiều lần ngoài biển trong năm qua, trùng hợp với việc Manila củng cố các thỏa thuận phòng thủ với Hoa Kỳ. Cuộc đụng độ mới nhất xảy ra vào hôm 24 tháng 3, khi mà Trung Cộng đã dùng vòi rồng để xịt vào tàu của Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho quân nhân ở tại bãi cỏ mây. Thưa quý vị, tiếp tục phần tin liên quan đến Á Châu cho hay, cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đến Trung Cộng có thể sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm nay bắt đầu chuyến đi 11 ngày đến Trung Cộng, nơi ông được dự báo sẽ có cuộc họp thứ nhì với Chủ tịch Tập Cận Bình tại thời điểm căng thẳng âm ỉ ở eo biển Đài Loan. Ông Mã, Tổng thống Đài Loan từ năm 2008 đến 2016, năm ngoái trở thành cựu lãnh đạo Đài Loan đầu tiên đến thăm Hoa Lục. Kể từ khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc chạy sang Đài Loan vào năm 1949 sau khi thua cuộc nội chiến trước quân Cộng sản của Mao Trạch Đông, không lãnh đạo Đài Loan đương nhiệm nào đến thăm Trung Cộng. Ông Mã gặp ông Tập ở Singapore vào cuối năm 2015, ngay trước khi Tổng thống Thái Anh Văn đắc cử. Ông Mã và chính quyền Trung Cộng không xác nhận cuộc họp với ông Tập, sự kiện được loan báo rộng rãi trên truyền thông Đài Loan. Ba nguồn tin thân cận giấu tên cho biết, cuộc họp sẽ diễn ra ở Bắc Kinh trong ngày thứ hai tuần tới. Tại phi trường ở Đài Loan, trước khi bay đến thành phố Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, ông Mã nói rằng đây là chuyến đi của hòa bình và hữu nghị. Ông hy vọng sẽ truyền tải thông điệp rằng nhân dân Đài Loan yêu hòa bình và hy vọng tránh chiến tranh. Tuần trước khi được hỏi về cuộc họp với ông Tập, Văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Cộng chỉ chúc cho ông Mã chuyến đi tốt đẹp. Theo văn phòng của ông Mã, trong khi ở Quảng Đông, ông sẽ đến thăm công ty xe điện BYD và Tencent, công ty video game lớn nhất thế giới. Ông Mã vẫn là thành viên cấp cao của Quốc dân đảng, nhưng không giữ chức vụ chính thức nào. Hồi tháng 1, Quốc dân đảng thất bại lần thứ 3 liên tiếp trong cuộc bầu cử tổng thống. Thủ tướng Ấn Độ chất vấn đảng Quốc đại về hòn đảo nhỏ đã nhường lại cho Sri Lanka. Quyết định nửa thế kỷ qua của Ấn Độ để mà chấm dứt tranh chấp lãnh thổ với Sri Lanka về một hòn đảo nhỏ đã trở thành vấn đề nóng bỏng trong mùa bầu cử, khi đảng của Thủ tướng Narendra Modi đã cáo buộc là đảng Quốc đại xâm phạm quyền của ngư dân. Thỏa thuận vào năm 1976 đã cấm ngư dân Ấn Độ đến vùng biển xung quanh hòn đảo 115 ha ở tại eo biển Palk, phân chia hai nước, hai năm sau khi một thỏa thuận về lãnh hải cho Colombo quyền đối với hòn đảo này. Hôm nay thì Bộ trưởng Ngoại giao Subramanyam Jayashankar cho biết rằng Sri Lanka bắt giữ hơn 6.000 ngư dân Ấn Độ và 1.175 chiếc tàu đánh cá trong vòng 20 năm qua, theo sau thỏa thuận năm 1976 về hòn đảo cách bờ biển Ấn Độ 33 km. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi Modi cáo buộc đảng Quốc đại đã nhẫn tâm cho Sri Lanka hòn đảo
được gọi là Kachativu. Trên mạng xã hội X thì ông Modi cho biết rằng làm suy yếu sự đoàn kết, sự toàn vẹn và quyền lợi của Ấn Độ là cách mà Đảng Quốc Đại làm việc trong vòng 75 năm qua. Đáp lại thì lãnh đạo của Đảng Quốc Đại là Mallikarjun Khaerge cho biết thỏa thuận vào năm 1974 dựa trên cử chỉ hữu nghị và cho rằng bình luận của ông Modi được đưa ra với dụng ý nhắm đến cuộc tổng tuyển cử bắt đầu vào ngày 19 tháng 4. Trong đó, ông Modi ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Và theo ông Khaerge thì ông Modi nêu lên vấn đề tế nhị trước cuộc bầu cử. Mặc dù Bộ trưởng Tư pháp đã nói với tối cao Pháp viện vào hồi năm 2014 là Ấn Độ sẽ phải tuyên chiến nếu muốn lấy lại hòn đảo từ Sri Lanka. Tin tiếp theo sau đây cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ thăm Indonesia trong tháng 9. Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thăm Indonesia trong tháng 9 khi lo ngại gia tăng về sức khỏe của Ngài. Tổng thống Joko Widodo mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Indonesia, đất nước có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, hồi tháng 6 năm 2022 trong nỗ lực thúc đẩy đoàn kết tôn giáo. Tại một sự kiện ở Trung Java vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Tôn giáo Yakut Jolil Kumas nói rằng sau 2 năm chờ đợi, Đức Giáo Hoàng Francisco cuối cùng cũng sẽ đến Indonesia. Ông tin rằng đây sẽ là một món quà đặc biệt đối với giáo dân Công giáo. Dựa trên lá thư từ Vatican gửi cho chính quyền Indonesia, Đức Giáo Hoàng sẽ có mặt ở Indonesia vào ngày 3 tháng 9 năm nay. Đây cũng là một vinh dự đối với Indonesia. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, Indonesia có 242 triệu tín đồ Hồi giáo và khoảng 29 triệu giáo dân Kitô giáo, trong đó có khoảng 8 triệu 500 ngàn giáo dân Công giáo. Hồi tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Justin Kachenko của Papua New Guinea cho biết, Đức Giáo Hoàng cũng dự tính đến thăm Papua New Guinea trong tháng 8. Một nguồn tin từ Vatican nói rằng, Đức Giáo Hoàng dự tính đến thăm Đông Timor trong cùng tháng đó. Kể từ khi được các Hồng Y bầu làm Giáo Hoàng năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thực hiện 44 chuyến đi ngoại quốc. Vatican cho biết Ngài sẽ đến thăm Mỹ trong năm nay và Đức Giáo Hoàng đề cập đến chuyến thăm tiềm năng đến Argentina. Lực lượng của Israel đã rời khỏi bệnh viện Al-Shifa ở tại dải Gaza sau 2 tuần tấn công vào đây. Quân đội Israel vào hôm nay cho biết là lực lượng Israel đã rút lui khỏi bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza sau 2 tuần tấn công và để lại cảnh hoang tàn của những tòa nhà bị phá hủy và những thi thể của người Palestine nằm rải rác. Hàng trăm người dân đã đổ đến khu vực xung quanh bệnh viện lớn nhất của dải Gaza để kiểm tra sự thiệt hại đối với các khu dân cư lân cận sau cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas. Theo quân đội của Israel, thì lực lượng Israel đã tiêu diệt và bắt giữ hàng trăm tay súng trong các cuộc giao tranh ở khu vực bệnh viện, thu giữ vũ khí và tài liệu tình báo. Hamas và nhân viên y tế thì phủ nhận các tay súng có sự hiện diện quân sự tại các bệnh viện. Và phát ngôn viên của cơ quan tình trạng khẩn cấp dân sự ở tại dải Gaza cho biết, lực lượng Israel đã xử tử 2 người. Thi thể được tìm thấy là bị còng tay, dùng máy ủi để đào đất và khai quật những thi thể đã an táng. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và chưa được kiểm chứng cho thấy thi thể của người Palestine. Một số quấn mền đã nằm rải rác trên đất xung quanh của bệnh viện. Và đoạn video cho thấy mặt đất bị đào bới, nhiều tòa nhà phía sau bị san thành bình địa hoặc là bị cháy rụi. Sau khi đến bệnh viện, thì ông Sameh Bazo cho biết là ông không thể ngừng khóc kể từ khi đến đó và lực lượng Israel thực hiện cuộc thảm sát khủng khiếp. Bệnh viện Shifa đã không còn nữa. Chuyến bay của Hồng Kông Airlines đi Hồng Kông trở lại Bangkok vì vấn đề kỹ thuật. Thưa quý vị, một chuyến bay của Hồng Kông Airlines từ Bangkok đi Hồng Kông buộc phải quay trở lại thủ đô Thái Lan vì một vấn đề kỹ thuật phát sinh ngay sau khi cất cánh hôm Chủ nhật. Chuyến bay HX780 dự tính khởi hành từ Bangkok đi Hồng Kông lúc khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương với hơn 200 hành khách. Theo dữ liệu từ các trang web trên theo dõi chuyến bay, phi cơ Airbus A330-300 bay vòng tròn trên không ngay sau khi cất cánh lúc khoảng 2 giờ 25 phút sáng và cuối cùng trở lại phi trường Suvarnabhumi. Hồng Kông Airlines cho biết
chuyến bay gặp phải vấn đề kỹ thuật ngay sau khi cất cánh nhưng không cho biết thêm chi tiết. Hãng nói rằng thực hiện đúng các quy định an toàn, chuyến bay lập tức trở lại phi trường ở Bangkok và đáp an toàn tại phi trường, không ai bị thương. Hãng đã sắp xếp chuyến bay khác cho hành khách đi Hồng Kông. Hồng Kông Airlines đã báo cáo sự việc với các cơ quan hữu trách theo đúng thủ tục tiêu chuẩn. Trang web flyradar24.com cho thấy chuyến bay rời Bangkok lúc 7 giờ 41 phút tối và đáp xuống Hồng Kông lúc 10 giờ 55 phút tối Chủ nhật, trễ hơn 16 giờ đồng hồ so với lịch trình ban đầu. Cháy một kho vũ khí gần với thủ đô của Indonesia. Đám cháy lớn tại một kho vũ khí gần với thủ đô Indonesia đã được dập tắt vào sáng ngày Chủ nhật. Và quân đội đang kiểm tra các khu dân cư gần đó để mà thu gom vật liệu đã bay ra từ trong vụ nổ. Và đám cháy bùng phát vào hôm thứ Bảy tại kho vũ khí ở tại Bogor, ở ngoại ô của Jakarta vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút chiều, gây ra một loạt tiếng nổ lớn và đưa khói bốc lên cao. Quân đội cho biết rằng không có ai bị thiệt mạng hay bị thương. Ông Muhammad Hassan là chỉ huy quân đội ở tại Jakarta cho biết, đám cháy đã được dập tắt vào lúc khoảng 3 giờ 45 phút sáng ngày Chủ nhật. Quân đội thì đang kiểm tra khu vực xung quanh, thu gom và dọn dẹp vật liệu bay ra từ kho đạn. Quân đội không cho biết là những vật thể đó trông như thế nào, nhưng cảnh báo là dân chúng không nên đụng vào vì nó có thể nguy hiểm. Cảnh sát cứu hỏa thì dùng xe robot để mà dập tắt đám cháy. Quân đội nghi ngờ là ngọn lửa bùng lên vì hóa chất tại khu vực lưu trữ vũ khí cũ kỹ này. Và theo ông Hassan thì đạn dược được cất trữ tại nhà kho này vì quân đội đang tiến hành tiêu hủy chúng. Người Hồi giáo Indonesia ghi danh xóa hình xăm để sám hối trong tháng Ramadan. Thưa quý vị, Bima Abdul Soleh ngồi bình thản khi bác sĩ dùng laser tẩy xóa hình xăm trên mặt của anh tại một sự kiện ở Jakarta được tổ chức bởi một tổ chức từ thiện trong tháng chay thánh Ramadan để cho tín đồ Hồi giáo có cơ hội sám hối. Giống như anh, hơn 100 người Indonesia ghi danh xóa hình xăm đang được thực hiện miễn phí bởi cơ quan quốc gia Amin Zakat, một tổ chức từ thiện Hồi giáo trong tháng Ramadan. Năm nay bắt đầu từ đầu tháng 3 cho đến tháng 4. Điều phối viên Raja Zamzami tại sự kiện năm nay là năm thứ tư cho biết, Ramadan là động lực hoàn hảo cho chương trình này. Tẩy xóa hình xăm là một hình thức thờ phượng đấng Allah. Những người này nhận thấy họ muốn sám hối để lại lối sống và những sai lầm quá khứ của họ phía sau. Xăm mình bị cấm trong Hồi giáo vì xăm mình bị xem là gây tổn thương cho da. Trong khi nhiều người trong số 220 triệu người Hồi giáo ở Indonesia, chủ yếu là Hồi giáo Sunni theo hình thức Hồi giáo ôn hòa hơn, xăm mình vẫn bị xem là tiêu cực vì gắn liền với lối sống đường phố. Bima xóa hình xăm trên cơ thể và mặt anh, bỏ cuộc sống trước đây lại phía sau. Anh nói rằng anh không còn làm việc xấu nữa. Cô Nila Novian xóa hình xăm nhỏ trên cánh tay, nói rằng cô xóa hình xăm để tránh định kiến tiêu cực. Hàng trăm người đã hào hứng tham gia cuộc thi ném trứng phục sinh ở tại nước Đức. Trứng và hy vọng đã bay cao tại cuộc thi ném trứng phục sinh vào lần thứ 36 ở tại thành phố Hohhausen ở tại miền Tây của nước Đức. Đặt mục tiêu phá vỡ kỷ lục hiện tại là 73 mét. Những người tham gia cuộc thi và khán giả đã quy tụ nhau vào hôm Chủ nhật để cùng tham dự thử thách này. Theo thị trưởng Thomas Smith của Hohhausen, thì mỗi người đều có kỹ thuật đặc biệt riêng của họ để mà ném trứng mà không làm vỡ vỏ quả trứng. Trứng vỡ sẽ được làm thức ăn cho chim. Và gần 300 người đã tham gia cuộc thi vào năm ngoái, với khoảng xa nhất của thí sinh nam là 55 mét, khoảng cách xa nhất của nữ thí sinh là 44 mét và khoảng cách xa nhất của thiếu niên là 48 mét. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin quốc tế của Huấn Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.